Chúa ơi, chúng con cảm ơn Đức Chúa Trời là Chúa tự ái của chúng con. Ngài là cha yêu dấu của chúng con. Ngài là Đức Chúa Trời là đấng bày tỏ chúng con ý muốn tốt lành của Ngài. Là cha yêu dấu chúng con, giờ này chúng con hướng về Ngài. Chúng con cầu xin Đức Thánh Linh của Ngài là đấng Chúa ơi, luôn luôn ở cùng mọi chúng con, để rồi dẫn dắt chúng con ở trong lẽ thật của Chúa. Cho chúng con nguyện xin Chúa tiếp tục để rồi tuôn đổ ơn quyền của Ngài trên chúng con. Và Chúa ơi, để chúng con được chơi dành thánh ở trong lời của Ngài. Con nắm biết được ý muốn tốt lành của Chúa và chúng con bước đi ở trong sự dạy dỗ của chính mình Chúa. Chúa ơi, xin Chúa cũng chơi dùng lời của Ngài buổi sáng hôm nay để nhắc nhở mọi chúng con, để đời sống của chúng con, Chúa ơi, luôn tiếp tục chúng con ca ngợi tôn vinh chúc tụng Chúa Trời của chúng con là đấng Chúa quyền năng, đấng Chúa làm được tất cả mọi sự, chẳng có điều chi mà Ngài không làm được. Và Chúa ơi, chúng con cầu nguyện để rồi Chúa ơi, Ngài cho chúng con luôn luôn hết lòng hết trí hết sức tìm kiếm Chúa, và chúng con có thể rời có thể chạm chúng con thể có thể Chúa ơi nếm được sự ngọt ngào từ lời của Đức Chúa Trời. Dù mỗi đời sống của chúng con có những đôi lúc yếu đuối mệt mỏi, nhưng mà chúng con tin rằng Đức Chúa Trời Ngài luôn biết được và Ngài cũng nâng đỡ chúng con. Chúng con cảm ơn Cha. Trong thời điểm này là thời điểm chúng con Chúa ơi khao khát ước ao để chúng con gặp được chính mình Chúa, và chúng con tìm kiếm Ngài hầu để được sự trả lời từ nơi chính mình Chúa. Chúa ơi, xin Chúa cũng Chúa dùng lời của Ngài để rồi Ngài bày tỏ chúng con, vì Chúa hứa rằng Chúa ơi, trong ngày dân trưng hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho các ngươi những việc lớn và khó là những việc các ngươi chưa từng biết. Thật vậy cho chúng con cảm ơn Ngài. Chúa ơi, chúng con nguyện xin Chúa dùng những điều mặc khải của Ngài để chúng con nhìn thấy được rằng Chúa ơi, Chúa muốn cho chúng con nhận biết ý muốn của Chúa hầu để chúng con luôn luôn tin cậy nơi Đức Chúa Trời chúng con. Chúng con đặt niềm tin nơi chính mình Chúa là đấng luôn luôn bảo vệ, Chúa gìn giữ chúng con, và Chúa sẽ phán chúng con những điều tốt lành để chúng con thấy được rằng Đức Chúa Trời ơi, Ngài là đấng Chúa ơi bảo vệ chúng con trong bóng cánh của Chúa, vì lời Ngài đã hứa chúng con rằng những người nào nương náu mình nơi đấng chí cao sẽ được bình an ở trong Chúa ơi. Chúa là đấng Đức Chúa Trời là đấng toàn năng của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài là Cha yêu dấu. Chúng con tin rằng Đức Chúa Trời là đấng đã hứa chúng con thì Ngài sẽ làm thành điều đó trên mỗi cuộc đời của chúng con. Là Chúa xin Chúa cho mọi tấm lòng chúng con tiếp tục để hạ mình xuống ở trước mặt chính mình Chúa. Chúng con kêu cầu cùng Đức Chúa Trời của chúng con như lời Ngài đã hứa rằng nhược bằng danh sự ta là vẫn gọi bằng danh ta, hạ mình xuống Chúa ơi cầu nguyện mà tìm kiếm mặt ta, trở lại bỏ con đường ta thì ta ở trên trời sẽ nghe và cứu xứ họ khỏi tai họa. Thật vậy cho chúng con tiếp tục để chúng con nương cậy Đức Chúa Trời chúng con, cầu xin Chúa cho lòng chúng con hạ mình xuống Chúa ơi. Chúng con hạ mình xuống, chúng con xé lòng của chúng con không phải xé áo của chúng con Chúa ơi, để chúng con có thể tiếp tục để cầu nguyện cho đồng bào đất nước Việt Nam chúng con đang trong sự khốn khó Chúa ơi, đang trong sự sợ hãi, đang trong sự bất an Chúa ơi. Để giờ cho mỗi đời sống của chúng con nhìn thấy được quyền năng của Ngài được thi thố trên đất nước đồng bào Việt Nam của chúng con, để chúng con có thể nhìn thấy được sự giải cứu từ nơi Đức Chúa Trời chúng con Chúa ơi. Để rồi chúc đồng bào đất nước Việt chúng con Chúa ơi được giải phóng cho khỏi tự do, những khỏi sự những bệnh tật, những ba gương này Chúa ơi. Chúng con cảm ơn Cha nhiều lắm. Cha yêu dấu ơi, còn biết bao nhiêu con người đang sống trong sự hư mất, còn biết bao nhiêu con người chưa tin nhận chính mình Ngài Chúa ơi. Giờ đây dịch bệnh đang lây lan tràn khắp mọi nơi, đại Cha yêu dấu của chúng con xin Ngài đến, Ngài bày tỏ lòng nhân từ thương xót của Ngài Cha ơi. Xin Ngài bày tỏ sự nhân từ thương xót và tình yêu vô đời đời của Ngài trên mỗi đời sống của Chúa ơi, con dân của Ngài cũng như đồng bào của chúng con nữa Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài, chúng con tạ ơn Chúa. Xin hãy đặt trong tấm lòng của chúng con sự cưu mang, và chúng con thì tiếp tục kêu cầu của Chúa Trời chúng con. Chúng con bền đổ trong ơn của chính mình Chúa, và con tin rằng Chúa ơi mỗi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín của Ngài lớn lắm trên mỗi đời sống của chúng con. Chúng con tạ ơn Cha, con dâng mọi sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời của chúng con. Chúng con tạ ơn Ngài, chúng con tôn cao Ngài vì Đức Chúa Trời chúng con quyền năng lẫn vinh hiển đời đời. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con ngợi khen Ngài và chúng con thành kính với nhau ở trong sự cầu nguyện nhân danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.